những chiếc đồng hồ Seiko Breezeye Cocktail từ khi được giới thiệu lần đầu vào năm 2010 đã tạo ra được một chỗ đứng nhất định và gần như là sự lựa chọn tốt nhất ở tầm giá 10 triệu mà bạn có thể mua được. Bên cạnh những phiên bản giới hạn rất là khó để mua được thì Seiko đã ưu ái cho ra đời dòng Seiko Breezeye. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng review một mẫu Seiko Breezeye Cocktail với mã hiệu là SRBD37J1. Và ta cũng đã để link chi tiết của sản phẩm này bên dưới phần mô tả để các bạn tiện theo dõi. Các bạn cũng đừng quên like và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của Đồng Hải Chiều nhé. Và trước khi đi sâu hơn vào các chi tiết của chiếc đồng hồ này thì ta sẽ điểm qua những thông số cơ bản của nó. Seiko Breezeye Cocktail SRBD37J1 sở hữu đường kính là 40.5mm, độ dày dừng lại ở mức 11.8mm, sử dụng cỗ máy 4R35 có 23 chân kính, cùng với đó là tần số dao động 21.600 nhịp mỗi giờ. Đây là một cỗ máy có thời gian tích cóp lên tới hơn 38 giờ nên vô cùng dễ để sử dụng so với các nhu cầu của người dùng phổ thông. Kính Hardless Chrome độc quyền được Seiko trang bị trên mẫu đồng hồ này. Bên cạnh đó là khả năng chống nước của Seiko Breezeye Cocktail SRBD37J1 lên tới 5 ATM thay vì thông số thông thường là 3 ATM để giúp cho bạn có thể thoải mái đi mưa rửa tay, thậm chí là việc tắm vòi sen. Tuy nhiên đây là một mẫu đồng hồ dây da nên tiếp xúc với nước quá lâu sẽ là một việc làm giảm tuổi thọ của bộ dây. Một điểm tạo nên DNA của các sản phẩm thuộc bộ sưu tập Breezeye Cocktail đó chính là cặp kính vát cong. Và thực sự thì có rất là nhiều nhà sản xuất đồng hồ đã sử dụng chi tiết này trên mẫu đồng hồ của mình. Tuy nhiên, đối với Tài thì Tài nghĩ khi mà lên tay cái chiếc đồng hồ Seiko Breezeye Cocktail thì đây là một cái sản phẩm đồng hồ duy nhất có thể thỏa mãn được cả thị giác và xúc giác của người đeo. Seiko Breezeye Cocktail SRBD37J1 là mẫu đồng hồ sở hữu mặt số màu xanh lá với các họa tiết trải tia sunray từ tâm ra đến các cọc số. Và bên cạnh đó thì bộ kim cọc số trên sản phẩm này cũng được Seiko chăm chút tỉ mỉ, đúng với những gì mà họ đã thể hiện từ trước đến nay. Và bên cạnh đó thì kim dây màu vàng mà Seiko đang áp dụng trên mẫu sản phẩm này cũng là một điểm mà cá nhân mình cảm thấy khá là ấn tượng. Nhận định mà Tài sắp nói ra đây sẽ gây tranh cãi cho các bạn là fan của những mẫu đồng hồ khác, đó chính là so với tầm giá thì Seiko là một trong những thương hiệu sẽ có độ hoàn thiện tốt nhất cũng như là có cỗ máy ổn định và bền bỉ nhất. Và SRBD37J1 là một ví dụ cho điều này. Với thiết kế mặt số đơn giản cũng như dễ sử dụng thì gần như chắc chắn đây sẽ là mẫu đồng hồ rất khó bị lỗi thời. Và với một nhà sản xuất có thể tạo ra được những cái cỗ máy bền bỉ như Seiko thì việc sử dụng Seiko Breezeye Cocktail với cái độ bền 20 đến 30 năm là điều hoàn toàn có thể nếu được bảo dưỡng định kỳ. Cỗ máy caliber 4R35 là một thành viên trong gia đình 4R đã được Seiko ra mắt vào năm 2010. Đây là một cỗ máy tiếp nối cho sự thành công của cỗ máy 7S đã từng xuất hiện trên dòng sản phẩm Seiko 5 quân đội. Và trên mẫu đồng hồ Seiko này thì 4R35 sẽ có thêm chức năng hand winding, có nghĩa là các bạn có thể lên cót bằng tay. Và hacking second, nghĩa là khi rút tia chỉnh giờ thì kim dây sẽ dừng lại, giúp cho trải nghiệm về thời gian trôi sẽ tốt hơn. Ngoài ra thì cỗ máy 4R35 sẽ được Seiko sắp xếp lại những cái chi tiết máy cũng như là tăng cái độ hoàn thiện của cỗ máy này lên. Đó là những gì mà Tài thấy Seiko đã làm rất tốt trên sản phẩm này. Và với sản phẩm SRBD37J1 thì việc trang bị cho nó một bộ khóa bướm chống gãy dây cũng là một điểm cộng vô cùng lớn của Seiko. Và trong tầm giá này thì bạn sẽ khó tìm được một cái sản phẩm có trang bị cái bộ khóa tương tự. Tuy nhiên, nếu được nói ra những cái khuyết điểm mà mình chưa vừa lòng về sản phẩm này thì mình sẽ phàn nàn về chất lượng dây da mà Seiko đã mang lại. Đó là một yếu điểm của Seiko từ trước đến nay. Với phương diện là một người sử dụng rất là nhiều sản phẩm của thương hiệu này cũng như là đã đeo cái chiếc đồng hồ Seiko Cocktail trong khoảng 3 năm thì mình có một cái nhận định, đó chính là nếu như mà các bạn đeo mỗi ngày thì gần như chắc chắn rằng sau 1 năm bạn phải thay một cái dây da mới cho chiếc đồng hồ này. Và để khắc phục được điều đó thì Seiko có trang bị trên mẫu đồng hồ này một cái khóa thông minh để giúp cho các bạn tháo dễ dàng cái chiếc dây da đồng hồ và các bạn có thể mua thêm một cái dây da khác để thay đổi. Điều đó sẽ giúp cho bạn tăng được cái trải nghiệm cũng như là cái hiệu năng sử dụng đồng hồ và sẽ giúp cho cái chiếc dây da nguyên bản được bảo tồn lâu hơn. Điểm thứ hai mà mình cảm thấy chưa ưng ý lắm với cái mẫu SRBD37J1 nói riêng và các sản phẩm sử dụng cái cỗ máy 4R nói chung, đó chính là âm thanh của những cái cỗ máy này phát ra khi bánh đài chuyển động. Và chỉ cần các bạn đưa tay lên
để nghe thì các bạn có thể cảm nhận được cái âm thanh chuyển động của bánh đa. Và điều này đôi khi làm giảm đi cái chất lượng trải nghiệm của người dùng. Để tổng kết lại video này thì các bạn trong tầm giá 10 triệu sẽ sở hữu ngay cho mình một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Seiko hàng đầu Nhật Bản, với cái độ hoàn thiện cực kỳ cao và độ bền bỉ cực kỳ tuyệt vời. Và từ đó thì những cái chiếc đồng hồ Seiko Cocktail Resize sẽ có một cái độ giữ giá vô cùng tốt. Các bạn nghĩ sao về video này? Các bạn hãy comment ngay bên dưới nhé. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với đồng hồ hải triều thì đừng quên like và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.